Xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ học cái mảng kiến thức cuối cùng của chương 3 là cái chương ánh sáng tuyến tính. Điều đó cũng đồng thời là cái phần cuối cùng của cái bộ môn đại số tuyến tính mà chúng ta đang được học ở đây. Thì các em thấy rằng là càng về cuối á, thì cái lượng kiến thức nó nhiều, nó lại có tính gắn bó với nhau. Cho nên là để hiểu được những kiến thức sau thì đương nhiên là chúng ta phải nắm thật là vững những kiến thức mà đã được học ở trong các chương trước, ở trong các bài trước. Hôm nay cũng vậy, để có thể tiếp thu tốt cái phần chéo hóa ma trận, tôi xin nhắc lại một số cái điểm mà có liên quan đến bài học hôm nay của cái phần trước. Trước hết là chúng ta cần phải nhắc lại cái vector riêng và giá trị riêng của ánh sáng tuyến tính của một cái ma trận. Nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ đặc biệt chỉ nói đến phép biến đổi tuyến tính. Phép biến đổi tuyến tính tức là một cái ánh sáng tuyến tính, nhưng mà mình chỉ quan tâm là nó đi từ một cái không gian vector V vào chính không gian vector V mà thôi. Và chúng ta lại đặc biệt hơn nữa là chúng ta chỉ xét phép biến đổi tuyến tính trên không gian vector RN. Một cái vector x khác không trong không gian vector RN được gọi là vector riêng của phép biến đổi tuyến tính F đối với giá trị riêng lambda. Khi mà chúng ta có F của lambda x thì nó bằng lambda x. Rồi chúng ta có một cái khái niệm tương tự như vậy đối với ma trận. Thì cái ma trận ở đây chúng ta cũng nói là cái ma trận vuông cấp n mà các phần tử cũng lấy trong cái trường số thực, cái phần tử của nó đó. Thì chúng ta có một cái khái niệm là vector riêng và giá trị riêng của ma trận A. Được định nghĩa là A nhân x bằng lambda x. Với vector x khác không thì cái x đó được gọi là vector riêng ứng với giá trị riêng lambda. Nó cũng tương tự như là phép biến đổi tuyến tính các em. Rồi chúng ta biết rằng là đối với phép biến đổi tuyến tính trên không gian vector RN đó thì vector riêng và giá trị riêng của phép biến đổi tuyến tính F nó cũng chính là vector riêng và giá trị riêng của phép của ma trận A, là cái ma trận của phép biến đổi tuyến tính đó đối với cơ sở chính tắc của RN. Chắc các em cũng còn nhớ cơ sở chính tắc chứ ha. Cơ sở chính tắc của RN nó là gồm có n vector, mà cái vector thứ y á, ở y thì thành phần thứ y nó bằng một, các thành phần khác bằng không, nó đúng cho mọi y chạy từ 1 đến n. Như vậy thì vì nó có mối cái liên hệ như vậy cho nên là người ta thường là để tính cái giá trị riêng vector riêng của một phép đổi tuyến tính thì người ta chuyển sang tìm cái vector riêng và giá trị riêng của ma trận A tương ứng với nó. Thế hôm nay chúng ta học cái bài là chéo hóa ma trận. Thì tại sao mà chúng ta đặt ra cái vấn đề chéo hóa ma trận như thế này? Là bởi vì chúng ta biết rằng là nếu như cái ma trận A nó là một cái ma trận chéo thì cái việc tìm vector riêng, giá trị riêng của nó dễ hơn các ma trận khác. Cho nên nếu họ cho một ma trận A bất kỳ thì người ta đi tìm một cái ma trận chéo mà đồng dạng với A. Em còn nhớ đồng dạng không? Hai ma trận đồng dạng với nhau tức là tồn tại một cái ma trận S không suy biến mà A với B á, nó có mối liên hệ với nhau là A thì bằng là S trừ 1 nhân B nhân S. Đó. Thì ta cũng có một định lý rằng là hai cái ma trận mà đồng dạng với nhau thì chúng có cùng một cái phương trình đặc trưng, như vậy là chúng có cùng giá trị riêng. Đó. Đó là lý do vì sao chúng ta đặt ra cái vấn đề chéo hóa ma trận mà chúng ta học hôm nay. Bây giờ xin mời các em bắt đầu ha, theo dõi cái phần này. Chéo hóa ma trận định nghĩa ma trận A lớn là cái ma trận vuông cấp n, ở đây chúng ta lấy k là trường số thực, gọi là chéo hóa được nếu tồn tại ma trận không suy biến S thỏa cái điều sau đây: S trừ 1 nhân A nhân S nó bằng một cái ma trận D, trong đó D là ma trận chéo. Khi ma trận A được gọi là chéo hóa nếu nó thỏa điều này, nó thỏa là tồn tại một cái ma trận không suy biến S. Không suy biến là để có S
mũ trừ 1 tức là có mặt trận nghịch đảo đó, để cho khi mình lấy S trừ 1 nhân A nhân S thì nó ra một cái mặt trận chéo. Thế với cái định nghĩa như vậy thì em có thấy mối liên quan giữa A với D không? Có phải là theo định nghĩa về ma trận đồng dạng thì lúc này là A và D được gọi là hai ma trận đồng dạng với nhau không? À, đúng như vậy ha. À, chúng ta vừa xét cái định nghĩa của một cái ma trận được gọi là chéo hóa. À, đối với ma trận mà chéo hóa thì chúng ta có định lý như sau. Một cái ma trận A cấp N chéo hóa được khi và chỉ khi A có N vector riêng độc lập tuyến tính. Đó, một cái ma trận A có cấp là N. Nếu nó có N vector riêng độc lập tuyến tính thì nó chéo hóa được. Các em phải nhớ cái định nghĩa vector riêng, nhớ khái niệm độc lập tuyến tính. Thì hiểu hai khái niệm này rồi thì A mà có N vector riêng độc lập tuyến tính thì lúc đó mình hiểu được A nó chéo hóa. À, hoặc là có một cái mệnh đề cũng tương đương với nó, đó là một cái ma trận A cấp N chéo hóa được khi nó thỏa hai điều kiện sau đây nè các em. Thứ nhất là A có N giá trị riêng. Vector riêng là một vector, nó thuộc không gian RN. Còn giá trị riêng là số thật ha. A nó có N giá trị riêng. Thứ hai là số vector riêng độc lập tuyến tính mà ứng với mỗi giá trị riêng, nó bằng cái số bội của giá trị riêng đó. Nghĩa là thế này nè. Ví dụ như là mình lúc mình đi giải cái phương trình đặc trưng của ma trận A, ví dụ như em tìm ra được hai giá trị riêng, tôi lấy ví dụ thế, một cái là lambda 1, một cái lambda 2. Ví dụ lambda 1 là nghiệm đơn, coi như bội là 1 đi, lambda 2 là nghiệm kép, bội là 2. Thì cái ý thứ hai của định lý đó là số vector riêng độc lập tuyến tính ứng với lambda 1 thì nó phải bằng 1, tức là bằng số bội của nó. Lúc này là 1, nghiệm đơn. Còn lambda 2 hồi nãy tâm giải mới cho rằng là khi giải ra thì lambda 2 có bội là 2. Thì lúc đó đó thì cái số vector riêng mà độc lập tuyến tính ứng với lambda bằng 2 đó đó nó phải bằng 2, tức là bằng cái số bội của cái lambda 2. Các em hiểu chưa ha? À, để hiểu hơn định lý thì chúng ta từ định lý thì chúng ta mới rút ra một cái hệ quả như thế này. Là nếu A mà có N giá trị riêng khác nhau thì ta kết luận được là A nó chéo hóa được. Đó. Ta có một cái định lý gồm có hai cái mệnh đề tương đương với lại một cái hệ quả. Chúng ta nhớ cái kết quả này để chúng ta làm cái ví dụ sau đây. Ví dụ cho A là một cái ma trận vuông cấp 2 như trên bảng. Tìm điều kiện của A nhỏ đó để A lớn chéo hóa được. Thế bây giờ người ta đặt câu hỏi như thế này thì chúng ta sẽ làm những bước như thế nào? Thì chúng ta dựa vào định lý thôi. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi tìm cái giá trị riêng của cái ma trận A bằng cách là chúng ta đi tính cái ma trận A trừ lambda y, xong ta tính định thức của cái ma trận đó thì chúng ta bằng cho bằng không, chúng ta được một cái phương trình đặc trưng của ma trận A giải tìm giá trị riêng. Xong rồi ta kiểm tra những cái điều kiện mà chéo hóa được mà chúng ta vừa nêu. Đây A trừ lambda y thì chúng ta thế vào thôi. Đây là ma trận A mà để cho chúng ta trừ đi lambda nhân với lại ma trận y, thì y ở đây là ma trận đơn vị, nó là ma trận vuông cấp 2. Chúng ta thấy thế này, chúng ta giữ nguyên A thì nhân lambda với lại y thì nhân một số với một ma trận, thì chúng ta lấy số này nhân với tất cả các phần tử trong ma trận. Như vậy thì chúng ta được như thế này đây các em này. Lúc lấy lambda nhân với y ha, thì lấy lambda nhân với 1 được lambda, rồi nhân với 0 thì được số 0. Chỗ này nhân với 0 thì được số 0, nhân với 1 thì được lambda. Rồi chúng ta trừ hai ma trận với nhau thì chúng ta sẽ trừ các phần tử tương ứng với nhau. A11 thì trừ đi B11. Trừ các phần tử tương ứng thì vị trí ở dòng 1 cột 1 ta được là A trừ lambda. Cái chỗ này là 1 trừ 0 cho nên nó ra 1. Cái vị trí này là 0 trừ 0, 0 này nè, trừ 0 này ta được số 0.
Rồi vị trí cuối cùng là 2 trừ lambda. Đó, đây là cái ma trận A trừ lambda y. Tiếp theo chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ tính định thức của cái ma trận này và chúng ta cho nó bằng 0. À, đây là định thức của cái ma trận mà chúng ta vừa tính toán xong đó. Đây là một định thức cấp 2. Thì việc tính toán của nó hết sức đơn giản. Tích các phần tử trên đường chéo chính rồi trừ đi tích hai phần tử trên đường chéo phụ. Như vậy thì chỗ này ta được là lấy A trừ lambda nhân với 2 trừ lambda. Đó là định thức. Sau đó chúng ta cho định thức này bằng 0. Thì chúng ta được một cái phương trình mà nó có tên là phương trình đặc trưng của ma trận A. Thì khi cho cái này bằng 0 thì dễ thấy là một nghiệm là lambda bằng A và một nghiệm là lambda bằng 2. Thì đây là hai giá trị riêng của cái ma trận A. Vậy trước khi làm tiếp thì chúng ta phải nhớ lại cái định lý hồi nãy nè. Trong định lý hồi nãy á, thì nó có cái hệ quả. Không biết các em còn nhớ không? Hệ quả nói rằng là nếu như mà cái ma trận A của mình là một cái ma trận vuông cấp N mà nó có N giá trị riêng phân biệt thì lúc đó A giáo hóa được. Thì ở đây cái ma trận A lớn của mình nó là một cái ma trận vuông cấp 2. Vậy nếu mà nó có hai giá trị riêng phân biệt thì nó giáo hóa được. Đồng ý không nè? Vậy thì ở đây tôi biện luận như sau. Ở mình ra hai giá trị của lambda là lambda bằng A và lambda bằng 2. Thế thì nếu như mà A khác 2, A khác 2 có nghĩa là hai cái giá trị riêng này nó khác nhau. Thì lúc đó A có hai giá trị riêng phân biệt. Vậy theo hệ quả của định lý vừa rồi, chúng ta có quyền kết luận rằng A giáo hóa được. Đồng ý không? À, như vậy là chúng ta vừa biện luận xong trường hợp A khác 2. Phần tiếp theo sẽ là xét cái trường hợp A bằng 2, xem nó có giáo hóa được hay không. Rồi, chúng ta xét trường hợp A bằng 2. Thế lúc A bằng 2 thì lúc đó A trừ lambda y của mình nó có một giá trị riêng thôi. À, giá trị riêng đó là lambda bằng 2. Tại vì hồi nãy mình là lambda bằng A với lambda bằng 2. Mà bây giờ A nó bằng 2. Như vậy là mình có lambda bằng 2 hay lambda bằng 2. Có nghĩa là nhập chung lại ta có một giá trị riêng lambda bằng 2. Nhưng bây giờ nó có bội là 2. Đồng ý không? Thế bây giờ đó, nếu nó bội là 2 thì lúc đó là mình thử xem rằng là nó có bao nhiêu vector riêng độc lập tuyến tính. Thế bây giờ chúng ta làm sao? A trừ lambda y ta muốn tính định thức này, muốn tính cái ma trận này ra. Thì hồi nãy mình có A trừ lambda y á, mình tính toán hồi nãy nó ra là cái ma trận này các em nè. Thì chúng ta hãy thế cụ thể lúc này là A nhỏ là số 2. Nên là A là 2 và lambda là 2 luôn. Nghĩa là thế A và lambda đồng thời đều là số 2. Thì khi thế như vậy thì ta được là A trừ 2y. Trừ 2y là bởi vì lambda là số 2 đó. Thì chúng ta được như thế này. 0. 2 trừ 2 là 0. Đây là 1. Vị trí này là 0. Vị trí này là 0. Đó. Như vậy thì mình có A trừ 2y nó bằng như thế này. Vậy thì chúng ta giải cái A trừ 2y x bằng 0. Giải cái này ra là để làm gì? Là để tìm cái vector riêng của ma trận A ứng với lambda bằng 2. Cái này là cái kiến thức của bài trước đó. Thì bây giờ chúng ta giải cái này thì ở đây mình có A trừ 2y rồi, ma trận A trừ 2y rồi. Thì nhìn với x bằng 0. Như vậy thì em thấy nè, cái dòng này là bằng 0 rồi. Coi như là 0 x1 cộng 0 x2 bằng 0. Cho nên khỏi để ý nữa. Chỗ này 0 x1 này, cộng với 1 này 1 x2, nó bằng bên đây là 0. Như vậy là cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất này, bây giờ chúng ta thu gọn thành một phương trình. Thì cái phương trình này 0 x1 tức là 0 rồi. Như vậy em được là x2 bằng 0. Cái x lớn của mình á, nó là một cái vector trong R2. Nó gồm có hai thành phần x1, x2. Và chúng ta vừa giải ra được là cái vector riêng x lớn mà ứng với lambda bằng 2. Đó là một vector trong R2 mà phải có thành phần thứ hai là x2 bằng 0. Còn thành phần thứ nhất thì tùy ý. Như vậy ta kết luận rằng vector riêng
ứng với lambda bằng 2. Nó là một cái vector x có dạng như thế này, thành phần thứ hai, đây là x2 các em nè, bằng 0. Thành phần thứ nhất tùy ý mình đặt là t, chúng ta ghi t tùy ý. Đó. Thế bây giờ vector x nó như thế này, thì nếu vector x nó như thế này nè, thì A nó có bao nhiêu vector riêng độc lập tuyến tính? Thì từ cái này ra, do nó chỉ có một cái biến t tùy ý thôi, cho nên vector riêng độc lập tuyến tính. Các em nhớ lại là lúc mình học cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất đó, thì từ đây mà muốn rút ra một cái vector riêng độc lập tuyến tính thì chúng ta cho t bằng 1, ta được là 1, 0. Như vậy thì sao? Như vậy là A có một vector riêng độc lập tuyến tính. Rồi, nhưng mà theo định lý nè, thì ta kết luận là A không chéo hóa được. Vì sao? Là bởi vì hồi nãy định lý nói rằng là cái số vector riêng độc lập, vector riêng độc lập tuyến tính ứng với một cái giá trị riêng lambda nào đó, nó phải bằng cái bội của cái giá trị riêng đó. Ở đây giá trị riêng lambda của mình là 2, nó có bội là 2, mà mình chỉ có một vector riêng độc lập tuyến tính ứng với cái lambda bằng 2 này mà thôi. Như vậy thì cái số vector riêng độc lập tuyến tính nó không bằng số bội của giá trị riêng, cho nên trong trường hợp này ta kết luận A lớn không chéo hóa được. Như vậy thì trường hợp mà A khác 2 thì ma trận A chéo hóa được, và trường hợp A bằng 2 thì ma trận này không chéo hóa được. Như vậy là chúng ta đã biện luận đầy đủ tất cả mọi trường hợp của ma trận A lớn, tức là giải quyết xong cái ví dụ này. Chúng ta xét cái đến định lý số 2. Nếu mà cái ma trận vuông AN cấp N nó có K giá trị riêng như sau. Giá trị riêng lambda 1 có bội là N1. Ở đây á, chúng ta ngầm hiểu với nhau luôn đi, là cái nếu lambda 1 này là nghiệm đơn, tôi cũng xem nó là bội, nhưng là bội là 1, để cho nó viết cho nó dễ đó. Lambda 1 bội là N1. Lambda 2 có bội là N2. Bội tức là cái nó lặp lại đó, ví dụ như là lambda 2 nó bằng 3 rồi, hay lambda 2 bằng 3, nó nghiệm kép như vậy thì mình coi nó, cái nghiệm mà lambda 2 bằng 3 đó là bội 2. Ví dụ như mình có một cái lambda 3 nào đó nó ra bằng 1 rồi bằng 1 rồi bằng 1 nữa, thì mình coi cái lambda 3 mà bằng 1 đó bội là bội 3. Lambda 1 bội là N1, lambda 2 bội là N2. Cứ thế lambda k nó có bội là NK. Cái định lý số 2 này là được suy ra từ định lý 1 đó các em. Thì người ta nói rằng là AN mà nó có K giá trị riêng như thế này, thì AN nó sẽ chéo hóa được khi và chỉ khi nó thỏa được hai điều kiện sau đây. Điều kiện thứ nhất là tổng tất cả các cái bội của các cái giá trị riêng này nó chính là N. N1 cộng N2 cộng NK nó ra N. Nó cũng giống như hồi nãy thôi. Dạ, giống như định lý 1 á, tức là AN có gì, có N giá trị riêng. Thì ở đây nếu mình coi mà ví dụ như lambda 1 bội 2 thì mình coi như là có hai nghiệm trùng nhau, thì lúc cộng lại thì nó cũng bằng N. Nó giống cái điều kiện của định lý 1 á, điều kiện số 1 của định lý 1 đó. Điều kiện thứ hai là hạn của cái ma trận A trừ lambda T nhân Y nó bằng N trừ NT với mọi T chạy từ 1 đến K. Nếu mà em nhớ lại cái bài mình học là bài hệ phương trình tuyến tính thuần nhất á, thì em thấy rằng cái điều kiện số 2 này nè, thực chất nó cũng là giống như cái điều kiện số 2 trong định lý 1. Tại sao? Tại vì khi em giải cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất A trừ lambda T y nhân x để em tìm cái vector riêng của ma trận A mà ứng với giá trị riêng lambda T đó. Khi em giải như vậy đó, thì cái A trừ lambda T y này chẳng qua là gì? Chẳng qua nó là ma trận hệ số của cái hệ phương trình đó. Mà mình học trong cái bài hệ phương trình đó đó, thì nếu mà cái hạn của này nè mà nó bằng N trừ NT, điều đó có nghĩa là cái hệ phương trình đó nó có NT nghiệm cơ bản, tức là NT vector độc lập tuyến tính đó.
Thì cái này, cái định lý này, cái phần thứ hai này nè, nó cũng giống y như là trong cái định lý một, cái phần thứ hai. Đó là số vectơ riêng độc lập tuyến tính ứng với một giá trị riêng, nó bằng bằng gì? Bằng cái số bội của cái giá trị riêng đó. À, hai cái này thật ra tương đồng với nhau. Nhưng mà cái định lý hai này ngó vậy mà nó dễ dùng hơn định lý một. Dễ dùng hơn ở chỗ nào? Ở cái chỗ là nếu dùng định lý một thì em phải tính đến cái vector riêng, đúng không nào? Tại vì trong định lý một đề cập là số vector riêng độc lập tuyến tính ứng với mỗi giá trị riêng nó bằng số bội của giá trị riêng đó. Nhưng trong định lý hai thì chúng ta không cần làm đến cái vector riêng, chúng ta chỉ dừng lại ở cái việc tính hạng của cái ma trận A trừ lambda tại y này mà thôi. Cho nên là dùng cái này nó nhanh hơn. Và thường là khi làm toán là chúng ta sẽ sử dụng định lý hai. À, ở đây có một cái điểm chú ý rằng là tôi đánh dấu sau này, trong cái điều kiện số 2 này các em nè, thực ra thì người ta yêu cầu mình á là phải kiểm tra cái đẳng thức này nó đúng với mọi t chạy từ 1 đến k, tức là kiểm tra tất cả các cái lambda này nè, lambda 1, lambda 2, lambda k luôn. Nhưng trong thực tế thì nếu mà cái giá trị riêng nào mà nó là nghiệm đơn, tức là bội là 1 á, thì chúng ta khỏi cần kiểm tra, đương nhiên nó đúng. Các em nhớ điều đó ha. Cho nên tôi có ghi là chúng ta chỉ cần kiểm tra cái điều kiện thứ hai với nt lớn hơn 1 mà thôi. Còn nếu nt bằng 1 tức là nghiệm đơn á, lúc đó lambda t là nghiệm đơn, thì chúng ta đương nhiên là khỏi cần kiểm tra, nó đúng rồi, chắc chắn như vậy. Chúng ta thử xem một cái định lý số 2. Định lý nó nói rằng là khi A lớn mà thỏa được hai cái điều kiện chéo hóa mà chúng ta vừa trình bày ở trên á, thì cái ma trận S mà chéo hóa ma trận A nó được xác định như sau. Cái ma trận S mà chéo hóa ma trận A là ma trận gì nè? Hồi nãy chúng ta có nói với nhau đó. Cái ma trận S chéo hóa ma trận A tức là cái ma trận mà S trừ 1 nhân với ma trận A nhân với ma trận S thì nó ra một ma trận D là ma trận chéo. Đó. Ta chéo hóa ma trận A tức là ta đi tìm cái ma trận S thỏa được cái điều đó. Và cái ma trận A nào mà tồn tại được ma trận S thỏa được cái điều mà S trừ 1 nhân A mà nhân S là một cái ma trận chéo, thì ta nói A chéo hóa được. Đó là trong định nghĩa. Đó. Cái vấn đề là cái ma trận S này tìm như thế nào, thì cái phần thứ hai của định lý chỉ cho mình cách tìm cái ma trận S này. Cái ma trận S đã được xác định như sau. Ứng với mỗi cái giá trị riêng lambda t của A đó, trong đó t chạy từ 1 đến k, thì chúng ta sẽ đi giải cái hệ phương trình A trừ lambda t nhân y nhân x bằng 0. Đây là cái hệ phương trình mà mình giải ra, mình tìm được cái gì nè? Tìm được vector riêng của ma trận A ứng với lambda t. Chúng ta giải cái này ra và chúng ta đi tìm hệ nghiệm cơ bản mà mình đặt là st của cái lambda t, của cái hệ này. Đây là một hệ phương trình tuyến tính thuần nhất. Em giải nó ra, em tìm hệ nghiệm cơ bản của nó, được chưa? Em đặt nó là ST. Cái hệ nghiệm đó đặt là ST. Lambda T, em đặt là ST. Ví dụ em giải lambda 1, đặt nó là S1. Lambda 2, thì S2. Cứ thế, mình nói lambda K, thì ứng với hệ nghiệm cơ bản là SK. Ta tìm tất cả cái hệ nghiệm cơ bản của tất cả các cái lambda T này. Sau đó, thì ta thiết lập cái ma trận S như sau. Cái ma trận S là cái ma trận mà các cái cột của nó chính là các cái vector trong các cái hệ nghiệm cơ bản ST này. Đó, ma trận S là ma trận có các cột là các cái vector trong hệ ST. Các em có hình dung được không? Ví dụ thứ nhất, người ta hỏi mình là ma trận sau đây chéo hóa được hay không? Chúng ta có một cái ma trận A, dòng cột thứ nhất của nó là 510, cột thứ hai là 050, cột thứ ba là 005. Vấn đề đặt ra, ma trận này chéo hóa được hay không? Thế bây giờ muốn biết nó chéo hóa được hay không thì mình sẽ dùng cái định lý, phần một của định lý nó có hai cái điều kiện đó, mình kiểm tra coi nó thỏa được hai điều kiện đó không. Hai điều kiện gì nè? Đầu tiên là mình phải đi tìm giá trị riêng của A, coi thử A có bao nhiêu giá trị riêng.
các giá trị riêng đó, cái bội của nó tương ứng là bao nhiêu, lambda 1 bội là mấy, lambda 2 bội là mấy, lambda k bội là mấy. Sau ta kiểm tra coi là tổng các cái bội đó nó có bằng n hay không. N ở đây là 3, n ở đây là 3 bởi vì mình đang nói ma trường vuông cấp 3. Rồi, đó là điều kiện thứ nhất. Em nhớ không nè? Điều kiện thứ hai là mình đi tính cái hạn để thỏa điều kiện thứ nhất rồi. À, thì mình xét qua cái điều kiện thứ hai là cái hạn của ma trận A trừ lambda TI nó có bằng cái N trừ NT không? Tức là bằng 3, N là 3 trừ đi cái bội của cái giá trị riêng mà mình đang xét không? Nếu thỏa hai điều kiện đó thì ta nói ma trận giao hòa được. Còn nếu nó vi phạm một trong hai điều kiện thì ta kết luận A không giao hòa được. Các em hình dung được các bước làm không? À, đây nè, tìm các giá trị riêng là bước thứ nhất, kiểm tra hai điều kiện giao hòa là bước thứ hai. À, chúng ta có hai bước đó. Vậy thầy trò mình bắt đầu từ bước đầu tiên là đi tìm giá trị riêng của A. Thì muốn tìm giá trị riêng của A thì giá trị riêng của A chính là nghiệm của cái phương trình định thức A trừ lambda y bằng 0, định nghĩa. Như vậy chúng ta phải tính cái định thức này ra. Đây, định thức A trừ lambda y, tức là lấy ma trận A này mà trừ đi cái ma trận y nhân lambda, thì lúc em lấy lambda nhân với y, hồi nãy thì mình làm từ từ, bây giờ mình nhẩm luôn thì nó dễ quá. Lambda y, lambda nhân y coi như là sao nè, là một cái ma trận vuông cấp 3. À, các thành phần trên, các phần tử trên đường giáo chính là gì? Là lambda, còn tất cả bằng không hết. Đó. Xong mình lấy a mình trừ đi lambda y này thì đấy, 5 trừ lambda, các thành phần khác bằng không nè, 1 trừ 0 hồi nãy là 1, đây là 5 trừ lambda 0, cái này là bao nhiêu? 0, cái này là bao nhiêu? 0, cái này là 5 trừ lambda, rất dễ, được chưa? Đây là định thức của cái ma trận A trừ lambda y. Chúng ta tính định thức này, tính định thức bây giờ thì mình quá thành thạo rồi các em ha, mình biết rất nhiều phương pháp để tính định thức mình học trong cái chương 1 đó. Thì ở đây tôi tính luôn, nó ra là 5 trừ lambda lũy thừa 3. Cái này dễ nhìn lắm các em, nó là ma trận chéo, em thấy không? À, xin lỗi, đây là ma trận tam giác dưới này đó, các phần tử trên đường giáo chính nó bằng không này, cho nên là định thức này bằng tích các phần tử trên đường giáo chính. Đó, 5 trừ lambda lũy thừa 3. Bây giờ mình cho định thức này bằng 0 thì mình sẽ tính ra được giá trị riêng của ma trận A. Rồi, cho định thức bằng 0. Chúng ta có 5 trừ lambda lũy thừa 3 bằng 0. À, kết luận là lambda này nó bằng 5. Lambda bằng 5 nhưng mà bội của nó là bao nhiêu? Thì ở đây mình thấy là mũ là mũ 3, cho nên là nó có bội là n1 bằng 3. Lambda này có một lambda thôi, thế mình ngầm hiểu là lambda 1 đi ha, thì bội đó là đặt là n1, bội là bội 3. Bội 3. Các em hiểu vì sao nó bội 3 rồi chứ ha. 5 trừ lambda mũ 3 tức là 5 trừ lambda nhân 5 trừ lambda rồi nhân 5 trừ lambda 3 lần bằng 0. Thì rút ra từng đứa bằng 0. Vậy là 5 lambda bằng 5 rồi lambda bằng 5, lambda bằng 5. Đó, bội 3. À, thế mình có một giá trị riêng rồi, có cái bội của nó rồi. Vậy chúng ta hãy kiểm tra ngay cái điều kiện đầu tiên định lý. Điều kiện gì nè? Điều kiện là tổng các cái bội của giá trị riêng nó đúng bằng n. N ở đây á là cái cấp đó, cấp của ma trận A. N ở đây là 3. Phải không nè? Và mình có một cái bội thôi, là n1 là 3 thôi. Không còn cái nào khác. Thì n1 là 3 thì không cộng gì thêm nữa cả, thì nó vẫn là 3. Mà nó là 3 thì nó bằng n. À, như vậy là cái điều kiện đầu tiên được thỏa mãn rồi. À, tiếp theo chúng ta làm cái gì? A trừ lambda y viết lại là cái ma trận này. Thế tiếp theo là chúng ta phải đi tính hạn của A trừ lambda y. Các em còn nhớ không? Cái điều kiện số 2 của mình là mình tính R của cái A trừ lambda y này, coi nó có bằng N trừ đi cái số bội của lambda không. Rồi, nhớ nha, nhớ định lý ha. Thế A trừ lambda y, nhưng bây giờ nha, lambda của mình đang là 5. Cụ thể lambda đang là 5. Thế lambda bằng 5 vô đây thì ta có là A trừ 5y nó bằng bao nhiêu? Thì đây, lambda thế bằng 5. Như vậy là chỉ có cái cột, chỉ có phần tử trên đường giáo chính thay đổi thôi, đó là 0, 0, 0 luôn. À, lambda bằng 5 mà, cả ba con số này trở thành số 0. Đương nhiên là các cái phần tử còn lại là để nguyên. Đó, chúng ta cần tính hạn của cái A trừ 5y này. Thì nhìn vào đây em thấy ngay, nó có hai cái dòng khác không?
cái này mình làm tắt, nếu mà làm từ từ tức là muốn tính hạn của nó thì sao, thì mình đưa về mặt bậc thang đó. Còn không thì đây nè, hạn của ma trận thì bằng cái cấp của định thức con, cấp cao nhất khác không của nó, thì đây nó cấp 2 là cấp cao nhất khác không nè. Cho nên có phải là mình kết luận được cái hạn của ma trận này nè bằng 2 không? Rồi, ta có R của 5 A trừ 5 Y bằng 2. Chúng ta tính cái gì đây biết không? Chúng ta tính cái này nè, tính N mà trừ đi cái số bội của lambda. Đó. Nếu hai đứa này mà bằng nhau thì A giáo hóa được, mới thỏa cả mãn cả hai điều kiện. Còn nếu mà nó khác nhau thì coi như nó vi phạm điều kiện thứ hai, thì coi như là A không giáo hóa được. N trừ N1, N là 3, N1 là 3, bội là 3, trừ nhau nó bằng 0, vậy là khác nhau rồi. Khác nhau, hai này khác nhau. Đó, ta suy ra rằng là hạn của A trừ 5 y nó lớn hơn N trừ N1, nó không bằng. À, nó không bằng thì ta kết luận là A không thể chia hóa được. Đó. Như vậy là vừa có một cái ví dụ làm cho mình rõ hơn cái định lý. Hy vọng là các em theo kịp chứ ha. Ví dụ thứ hai, chéo hóa ma trận sau đây. Họ cho mình một cái ma trận A. Bây giờ cột thứ nhất của nó là 3 trừ 2 0. À, cột thứ hai là trừ 2 3 0. Cột thứ ba là 0 0 5. Họ yêu cầu mình chéo hóa ma trận này. Chéo hóa ma trận này tức là đầu tiên mình kiểm tra xem nó có chéo hóa được hay không, bằng cách sử dụng định lý như vừa rồi, làm các bước giống như ví dụ một, kiểm tra xem nó có chéo hóa được không. Nếu chéo hóa được thì họ yêu cầu chéo hóa ma trận là mình làm cái gì nè. À, các em nhớ lại đi. À, hồi nãy mình có học đó. Tức là mình phải đi tìm một cái ma trận S không suy biến. À, mà thỏa được cái điều là khi lấy S trừ 1 nhân A nhân S, nó ra một ma trận chéo. Và trong định lý hồi nãy họ cũng chỉ cho mình luôn cách tìm cái ma trận S đó. À, chúng ta có hai bước làm. Thì bây giờ chúng ta làm từ từ đi ha. Bởi vì nếu mà trình bày nhiều vấn đề dồn dập quá thì sẽ các em theo không kịp. Trước hết là ta kiểm tra xem là nó có chéo hóa được hay không. Thì chúng ta cũng phải đi tìm giá trị riêng. À, bằng cách là tính định thức 3 trừ lambda rồi trừ 2 0. Làm tương tự hồi nãy tên là trừ 2 3 trừ lambda 0. À, cái này quá đơn giản đi, 0 0 5 trừ lambda. Lấy lambda nhân với y được chưa nào? Làm từ từ là làm vậy đó, là lấy a trừ lambda y trừ các thành phần tương ứng với nhau. Thì em được cái ma trận A trừ lambda y, sau đó em lấy định thức của nó. Thì định thức này, định thức cấp 3, để đỡ mất thời gian của các em á, thì tôi cũng tính sẵn luôn. Cái định thức này tính ra là bằng trừ mở ngoặc lambda trừ 1 nhân với 5 trừ lambda tất cả bình phương. Bây giờ nếu mình cho định thức này bằng 0, tức là mình được một cái phương trình đặc trưng của ma trận A. Và thỉnh thoảng tôi nhắc đi nhắc lại như vậy để các em nhớ cái khái niệm đó. Cho bằng 0 tức là cái phương trình đặc trưng. Đây. À, cho bằng 0 thì mình được cái gì các em nè? Có phải ra là lambda bằng 1 với lại lambda bằng 5 không? À, chúng ta đã được hai nghiệm chữ hay ha. Lambda bằng 1 với lại lambda bằng 5. À, ở đây là mình có hai lambda. Ta ký hiệu đây là lambda 1, lambda 2. Và rõ ràng là mình rất cần phải biết cái bội nữa. À, trong định lý nó có quan tâm đến cái bội mà. Thì lambda 1 em thấy đây nè, bậc nhất phải không em hả, là mũ 1 này, đây là mũ 1, mũ là 1, cho nên cái lambda bằng 1 này nè, bội của nó họ gọi là bội 1, nghiệm đơn đó. Còn cái 5 trừ lambda này nè, em thấy số mũ là 2, như vậy thì chỗ này là bội 2, ký nghiệm bằng 5, giá trị riêng này bội của nó là 2. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra hai cái điều kiện mà chéo hóa được ma trận, viết lại hai cái giá trị riêng mà chúng ta vừa tìm thấy ở trong cái slide trước đây. Bây giờ chúng ta kiểm tra điều kiện thứ nhất nè. Điều kiện thứ nhất là gì? Tổng tất cả các cái bội nó phải bằng n. Bài này n là mấy? N là 3, tại vì cái ma trận của mình là ma trận vuông cấp 3. Có thỏa không các em? Lấy n1 cộng n2, n1 là 1. N2. Xin lỗi, cái này là n2 ha, viết viết nhầm, cái này là n2. N2 là 2. Như vậy là N1 cộng N2 nó là 1 cộng 2, nó bằng 3. Nó bằng 3 thì nó bằng N. Như vậy điều kiện 1 thỏa mãn. Đó. Thỏa rồi thì chúng ta
qua điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ hai là làm gì nè? Tính hạng của A trừ lambda TI xem nó có bằng N trừ NT với mọi T từ 1 đến K không. Đây là chép lại nguyên văn cái điều kiện số 2 của cái định lý hồi nãy đó. Nhưng mà cụ thể trong bài này của mình thì mình chỉ có hai cái lambda thôi. Tức là mình sẽ kiểm tra như thế này các em nè. Hạng của A trừ đi lambda 1 Y có bằng N trừ N1 không? Hạng của A trừ lambda 2, lambda 2 là 5 đó, nhân với Y có bằng N trừ N2 hay không? Đó, chúng ta sẽ làm kiểu này. Trước hết chúng ta xét lambda 1 là 1 với bội là 1. Rồi chúng ta tính hạng của nó ra kem. Hạng của mặt trận A trừ lambda 1 nhân Y đó, đây là A trừ lambda Y nè. Viết lại cái hồi nãy đó, cái này là mình tính rồi đó, lúc bắt đầu. Bây giờ mới dựa vào đây nè, chúng ta mới thế cụ thể lambda 1 là 1. Thì lúc này mình có là A trừ Y, lambda là 1, A trừ Y. Thì A trừ Y nó bằng, trong cái ma trận này nè, em thế lambda là 1, thì em được như thế này. Đó, 3 trừ 1, đây là 2. Đó. Nên trừ 2, 3 trừ 1 là 2, 5 trừ 1, chỗ này là 4. Chỉ có thay đổi cái phần tử trên đường chéo chính thôi, chứ còn các cái phần tử kia thì nó đâu có phụ thuộc gì vào lambda đâu. Cho nên là mình để nguyên. Rồi bây giờ chúng ta đi tính hạng của cái A trừ Y này. Mà muốn tính hạng của A trừ Y thì chúng ta phải đưa nó về bậc thang. Quen thuộc nhất đó là đưa bậc thang. Giữ nguyên dòng 1, giữ nguyên dòng thứ nhất. À, rất quen thuộc. Muốn ra bậc thang thì chỗ này bằng 0. Vậy thì lấy dòng 2 cộng dòng 1 để cho trừ 2 cộng 2 bằng 0. Đó là lý do vì sao lấy dòng 2 cộng dòng 1. Khi cộng như vậy chỗ này là số 0. Chỗ này là số 0. Chỗ này là số 0. Rồi, ở dưới ta để nguyên. Để nguyên là được rồi, bởi vì mình nhìn vô đây đây nè. Nếu mình tráo thứ tự hai dòng này thì mình thấy ngay ma trận này là một cái ma trận bậc thang có hai dòng khác không. À, như vậy đủ để kết luận là hạng của cái A trừ Y ứng với lambda 1 là 1 đó, nó bằng 2 bởi vì nó có hai dòng khác không. Hạng của A trừ Y bằng 2. Rồi. Mình tính N trừ N1 thì thấy nó bằng 2. N N là 3 trừ 1 là 2. À, như vậy ta suy ra rằng R A trừ Y nó bằng N trừ N1. À, như vậy ứng với lambda 1 thì nó đúng. Nhưng thật ra bởi vì hồi nãy có nói rằng là nếu mà bội mà 1 thì không cần kiểm tra cũng được. Nhưng ở đây có kiểm tra cho em thấy cho nó hiểu định lý hơn đó. À, tương tự như vậy thì chúng ta làm với lambda 2 bằng 5, bội là 2. Em cũng có cái ma trận như thế này. Rồi em cũng thế lambda bằng 5 vô thì em được là một cái ma trận như thế này đây. Rồi mình tính hạng của nó bằng cách là giữ nguyên dòng 1 rồi lấy dòng 2 trừ dòng 1 thì mình được 0 0 hết luôn. À, như vậy thì ở đây mình thấy là hạng của nó là 1. Hạng của nó là 1 mà N trừ N2, N là 3 trừ đi 2 là ra 1. À, nó ra 1. Như vậy thì sao? Như vậy là hạng của A trừ 5Y nó đúng bằng N trừ N2. À, như vậy thì sao nè? Như vậy thì cái điều kiện thứ hai là điều kiện mà R trừ đi A lambda T đó nó phải bằng N trừ NT, nó đã đúng cho cả hai cái trường hợp lambda T của mình. Lambda T đầu tiên là lambda 1, lambda thứ hai là lambda 2 đều đúng hết. Như vậy chúng ta vừa kiểm tra thấy rằng là cả hai cái điều kiện của định lý đều được thỏa mãn. Như vậy thì cái ma trận A là cái ma trận chéo hóa được. Các em thân mến, cái ví dụ này thì nó cũng có hai phần. Phần thứ nhất là kiểm tra xem nó có chéo hóa được hay không. Phần thứ hai là chéo hóa được thì mình hãy chéo hóa nó, tức là tìm cái ma trận S mà thỏa là S trừ 1 nhân A nhân S bằng D. Nhưng mà do cái thời lượng phát sóng thì nó đến đây là hết, cho nên là chúng ta xem cái phần còn lại như là một cái bài tập về nhà làm thử ha. Rồi nếu tuần sau thì tôi sẽ sửa cho các em xem, rồi chúng ta đối chiếu kết quả với nhau. Chúc các em học tốt. Thân ái chào các